thì cái cây bước mà em đang thấy anh đấy anh có thể chiến thắng tất cả những cái đối thủ làm pizza, vì cái việc chấm của pizza nó không tạo ra quá nhiều cái đặc sản, đúng không? Tuấn có thể giới thiệu qua một chút về bản thân mình được không? Ok, chào Tuấn, chào các bạn. Tuyệt vời luôn đấy, và... vì em chia sẻ anh cái khái niệm của Amer này đấy, thì nó đấy, đấy, nó rất là American. Xong rồi đến đấy mới hiểu là những lần mà đi hội thảo như đấy thấy những công ty đa quốc gia có cái máy pha cà phê, xong rồi cũng bấm bật ra một thứ cà phê nó loãng xoạch trong bên cạnh nó đi sật sữa tươi đổ vào lúc đấy uống thì cứ uống đấy thôi, nhưng mà vấn đề là tức là không thấy ngon, bảo mày cái bọn này mùi bắp thật, uống như là hồi bé. Tôi lại nhớ về cái hồi bé và những một năm mà 95 hoặc năm 2000, khi mà bố mẹ hồi đấy có người nhà trong Đắk Lắk Tây Nguyên gửi về cho một bình cà phê, và bố mẹ là có khách thì mang ra pha, xong đấy đến khi tiếp khách bằng cái ly, còn tôi lấy cái phin và còn lại cái đọng còn lại có nhiều rót thêm nước, rót thêm nước vào và pha nghe một cốc, khi đúng dùng cái cốc uống bia và cốc uống với nhau cốc gối làm ngay một cốc đấy, và thôi đấy là cũng là vui lắm rồi. Em nhớ đấy, cái hồi ngày xưa bọn em ở trên Lào Cai không có cái ly đấy không? Nó lại như này, cái cà phê ngày xưa nó là cái gì đấy, mình nghe nhiều nhưng mình không được thải hẳn. Chứ làm gì có đâu, làm gì có đâu. Lúc đấy mà nghe tiếng cà phê là uống cho bằng được, vì ngày xưa uống trà là có, rồi, trà kẹo thì có. Em nhớ là cái hồi em bé còn hút trộm thuốc, nó còn hút được. Có. Nhưng cà phê không tìm thấy đâu. Không có đâu, và đến lúc đấy thì chỉ là đến vì nhà là có nhiều anh chị em bác là đi khu kinh tế, tức là vào trong Đắk Lắk. Thế đối với những dịp mà Tết vài ba năm các bác về tặng cho một gói cà phê bột bún mê hoặc gì đấy là quay là, cà phê, nó đi cà phê, quay cà phê đấy, nó đi cà mà phê, ly nó chất là và túc tắc là pha bằng cái phin cà phê trên đấy, và rồi thì qua cái lại nhạt nhẽo
âm nhạc của Quang Đức bài thơ, nào là ly cà phê ban mây gì đấy, là khái niệm cà phê nó rất là mơ hồ. Đấy, khái niệm về cà phê rất là mơ hồ. Đại thể nhưng mà đấy, kỷ niệm đối với mình lúc bé là uống cà phê không thấy ngon lắm, chỉ có nhớ là lúc bố mẹ uống xong là lấy cái đấy ra rót nước uống, bỏ cốc đường vào quấy uống chia nhau uống, như là mình có sữa giải khát không, còn không có cả sữa. Đấy, thế khi sau này lớn lên cũng sẽ bắt đầu đi ra đây thì cũng xem là ở Việt Nam anh quê đâu nhỉ, anh quê ở Vinh. À ôi rồi thôi, Nghệ An bên em bán nhiều lắm. Hôm trước anh vừa gặp vào đấy, anh gặp Dũng mà bạn chú Dũng nhắc tre. Đấy bây giờ gặp chú còn nhắc đến chuyện chú gặp vấn đề đấy, xin chú để ra đấy nhờ nó xử lý đấy, còn gì nữa chú có nhớ thanh niên Dũng mà bây giờ làm nó làm set up cà phê cho cái hãng gì cái à, Dũng Cà Tre, Dũng Cà Tre. Ở Nghệ An thì bên em có chuyên bán máy mới đấy. Đấy em chắc là bán cũng rất nhiều hiện ở Nghệ An rồi. Anh ở thành phố em, anh biết Thái Hòa không? Có Nghĩa Đàn đấy, một huyện đấy, đấy. Cái quán cà phê đẹp nhất Thái Hòa mà anh thì anh cũng cho nên nó xa thì nó là một huyện rất là xa dạ. Nó phải cách thành phố cứ khoảng 70-80 cây, bình thường anh chả lên đấy bao giờ đâu. Bên em có phân phối nhiều máy ở Nghĩa thì thực sự là em nghĩ câu chuyện về em đi á để em có thể chia sẻ cái bí mật của cái trò chơi em là cái chuyện toàn thế. Bí mật tặng của nó là nó sẽ cần một cái là cái chất kinh nghiệm kết hợp với cái chất kinh nghiệm, nó có cái mùi gì, cái vị gì. Nếu mà bản thân ăn phở hoặc là các cái gia vị đi kèm thì bản thân tất cả các loại gia vị đã là một loại chất kinh nghiệm. Nó tạo ra một cái mùi. Và trong gia vị nó sẽ có hoạt chất để làm cho ăn ghi nhớ cái mùi vị đấy. Và anh thấy là bình thường anh uống một ly nước cam ít khi anh có cảm xúc với ly nước cam. Đúng rồi. Anh chẳng có nhớ ly nước cam nó như này. Nó cứ đều đều nó chả gì đặc biệt. Anh uống một ly bơ thì cũng như vậy, nếu mà bơ không nhé, không bỏ thì chẳng lo gì nữa. Anh uống một ly nước ép gì đấy thì nó cũng vẫn như vậy. Nhưng đặc biệt khi ăn đi ăn một cái loại gì mà có cái nồi chấm. Em nói ví dụ như cái món mà là món thịt luộc. Thực ra thì miếng thịt luộc nào ăn luộc thì cũng như em. Đúng rồi. Chấm vào thì hơn nhau, nhớ nhau nhất là cái nước chấm. Đúng rồi. Thực ra cái nước chấm thì nếu mà bỏ ớt vào hay bỏ các gia vị vào thì bản thân là trong tất cả các loại nồi chấm đa phần nó sử dụng gia vị, và gia vị là một loại chất kinh nghiệm. Nó có cái vị tê, vị cay hoặc là bên Trung Quốc có cái chấm chấm chẻo, có cái đồ chấm rồi. Đấy cái là ăn vào tê hết, tê hạt tê. Tê là ai ăn đồ chấm Trung, ông nào đang xem video này mà từng chấm đồ Trung Quốc mà biết cái hạt tê nhá, chấm chéo đấy là... thì chấm vào ăn cắn đó, thì là tê hết xung quanh miệng, nó rung hết cả người. Thì đấy chính là cái chất kinh nghiệm. Thực ra thì có thể là cái đồ ăn của anh không khác, ăn chấm không khác. Thì với pizza thì em có một số kinh nghiệm về pizza. Thì cái khó khăn nhất trong làm pizza mà và quan trọng nhất là đế. Cái đế thì bây giờ hầu hết pizza sản xuất đế là công nghiệp hết, nó chạy máy rồi, làm tay thì cũng ít, và em thấy rằng đa phần là cái đế đã đi mua các cái đế đấy về mình làm. Nhưng mà làm đế dở lắm em, nó sẽ không ngon. Thì em quay lại một cái bí mật của cái trò chơi gì đây, thì bản thân pizza nó không xuất hiện. Thế thì bây giờ nếu mà anh làm về pizza thì anh thành công với pizza, em tin rằng bản thân mình cũng đã được chứ. Nó có thể giữ nguyên về cái style của pizza, nó cũng vẫn chỉ là với người Việt Nam thôi. Pizza chỉ hơn cái bánh mì một chút. Đúng rồi. Tại sao tôi phải trả tiền cho cái pizza? Tôi mua bánh mì cũng được mà. Bây giờ qua ba mì à? Đó là gì? Ba mì kinh hay không? Đấy. Đây thì ok thì... cái chuyện này anh lại sẽ ngắt lời chủ công ty. Đấy, vì thế này, cái sự khác biệt giữa pizza và bánh mì nó nằm ở chỗ là chi phô mai chính là sự khác biệt. Thì anh cho em nói một xíu nữa. Okay. Thế là cái câu chuyện ở đây ấy, thì bản chất của Việt Nam nếu mà nói bánh mì Việt Nam cũng một loại pizza. Thì tất cả các loại sốt nó bỏ vào, nó không khác từ pizza. Thì cái cây quất mà em đang thấy ăn đấy anh có thể chiến thắng tất cả những cái đối thủ làm pizza. Vì cái việc chấm của pizza nó không tạo ra quá nhiều cái đặc sản. Đúng rồi. Và hiện tại chấm của pizza nó không khác gì ở các hàng quán. Hiện tại chấm được là của Trung Quốc. Cái gói được xé ra rồi, chấm đặc sản. Thì cái câu chuyện của trò chơi để nghiệm một cái điều gì đấy ấy, thì trong một là trong đồ ăn chính quan nó phải có một chất.
Đó, thực sự là bao nhiêu ông trong clip này nha, chưa bao giờ qua Toa, gọi số 0 cho tôi biết. Vì tôi biết rằng nếu mà các ông qua Toa mà uống á, thì chắc chắn ông bị nghiện. Thì ở Toa có dịch vụ tốt, có cà phê ngon và đặc biệt rằng uống cà phê ở Toa không say.